God. Cat got on P6. Beautiful. Beautiful. Should be easy. Should be easy. Ooh. No problem, right? So easy, right? So easy. So easy, right? So quick. Uh-huh. Wow, he's so good. I do like 100 patients a day here. Nice, yeah, so quick at it. Lily got Catgut in Hawaii. Monk Clinic. Shaman. So he goes in from the side, huh? Under the tendon? Someone. Anh cái chỉ cái tiếp anh làm chậm chậm để em quay cho kịp cho anh xỏ quá tài tình luôn nhanh quá em nhìn luôn kịp từ từ nha làm từ từ em nhìn nha rồi good rồi the cat gut go inside the serrated needle and now he gonna insert the cat gut into the heart seven Shenmen from the side under the tendon. Beautiful. So good. I love it. How you feel, Lily? Enjoy your Vietnam. Like that. Rồi, cái này anh làm từ từ cho em nhìn luôn nha. Để em quay cái kỹ thuật mổ này. Anh đặt lên đây tí xíu cho em nhìn đúng rồi. Để em nhìn. Rồi, quay đi. Nó có điểm tựa này. Rồi, đúng rồi. Nó có cái điểm tựa. Right. So the cat gut master easy to do. Em nhìn cái kim xíu, em nhìn cái kim, em nhìn cái mặt.